Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu ghế sofa massage thư giãn Winback, hàng xuất khẩu nguyên đai nguyên kiện, có hai màu đó là màu đen và màu nâu. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng kiểm tra thêm thông tin về sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn như là Alibaba, Amazon và Walmart. Mời quý khách cùng tôi trải nghiệm sản phẩm này nhé. Quý vị và các bạn có thể thấy ở đây sản phẩm được đóng gói bên ngoài là một bìa cắt tông 3 lớp, bên trong được bao bọc bởi lớp ni lông rất là chắc chắn. Sau khi khui thùng ra, chúng ta sẽ thấy bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp ráp sản phẩm. Gắn bốn chân này vào là chúng ta sẽ dựng ngược lên. Chiếc ghế này rất là tiện lợi, êm ái. Chúng ta có thể ngồi đọc sách hoặc là xem phim thư giãn. Chiếc ghế này thì có rất nhiều chức năng, chúng ta có thể ngồi này, ngả lưng ra này, hoặc là nằm hẳn ra luôn này. Chức năng đặc biệt lớn nhất của chiếc ghế này đó chính là có chế độ massage ở lưng của chúng ta. Và đặc tiện lợi hơn đó chính là bộ điều khiển ở ngay sau ghế. Chúng ta có thể lấy lên và điều. Chức năng massage và ba cường độ rung lớn nhỏ thì chiếc ghế này sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn sau một ngày dài làm việc. Có thể liên hệ đặt hàng online hoặc đến trải nghiệm thực tế sản phẩm tại cửa hàng EU Furniture gần nhất.